Và lời nói đầu tiên cho phép Đào Duy và Khả Vân được gửi đến tất cả quý vị lời chúc sức khỏe và lời chào thân ái nhất. Xin chúc cho tất cả quý vị sẽ có một buổi tối thật vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc. Kính thưa quý vị, vừa rồi là đoạn video clip ghi lại các quá trình là những chương trình biểu diễn nghệ thuật của Vũ Siêu Hoàng Thông và các cộng sự, như là tham gia biểu diễn nghệ thuật tại Cung Văn hóa Lao động vào ngày 5 tháng 6, chương trình là tham gia chương trình biểu diễn sắc màu dạ vũ của trường tại trường múa Thành phố Hồ Chí Minh, chương trình là biểu diễn tại đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh để giới thiệu tới công chúng, chương trình là thể thao khiêu vũ mở rộng năm 2013 và các chương trình tự học do giảng sư Vũ Siêu Hoàng Thông biên đạo. Quý vị thân mến, và tiếp theo chương trình ngày hôm nay, Đào Duy xin mời tất cả quý vị hãy cùng thưởng thức những giai điệu ngọt ngào và say đắm qua một tiết mục show dance giai điệu tình yêu qua phần biên đạo của giảng sư Vũ Siêu Hoàng Thông cùng phần trình diễn của hai vũ sư Quế Anh và Công Sơn. Vũ Sư Hoàng Thông cùng phần trình diễn của hai vũ sư là Quế Anh và Công Sơn. Vũ sư Quế Anh và Công Sơn, xin cảm ơn các bạn. Em lấy một cao.
Xin được cảm ơn những vị khách mời cũng như xin được cảm ơn hai vị sư. Kính thưa tất cả quý vị, như chúng ta cũng đã biết, để có được những thành công ngày hôm nay, ngoài sự cố gắng không mệt mỏi của giảng sư Vũ sư Hoàng Thông, thì cũng phải kể đến những cộng sự là những vũ sư, những diễn viên đã cộng tác và hỗ trợ cho giảng sư Vũ sư Hoàng Thông để có thể hoàn thành được bộ DVD ngày hôm nay. Và giờ phút này, chúng tôi xin trân trọng kính mời những vũ sư có tên sau lên sân khấu để cùng nhận một món quà từ giảng sư Vũ sư Hoàng Thông. Xin trân trọng kính mời vũ sư Quế Anh, vũ sư Trọng Vĩnh, vũ sư Công Sơn và vũ sư Ngọc Trí. Ngay sau đây chúng tôi xin được trân trọng kính mời giảng sư Vũ sư Hoàng Thông lên sân khấu trao hoa và khánh lưu niệm cảm ơn của chương trình cho các vũ sư. Xin được trân trọng kính mời ông. Với những đóng góp của bốn vũ sư đang đứng trên sân khấu để tạo được sự thành công ngày hôm nay, chúng tôi xin được mời giảng sư Vũ sư Hoàng Thông sẽ trao hoa và khánh lưu niệm dành cho bốn vũ sư của chúng ta. Chúng tôi xin phép được mời giảng sư Vũ sư Hoàng Thông sẽ cùng chụp một tấm hình lưu niệm với bốn vũ sư của chúng ta. Xin được cảm ơn các vũ sư. Giám đốc ông Nguyễn Nguyên Vũ, giám đốc nhà văn hóa lao động Tân Bình lên phát biểu với tất cả quý vị. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa quý vị quan khách, thưa các anh chị các bộ môn nghệ thuật trường, và rất vinh dự cho tôi hôm nay được anh Hoàng Thông mời lên phát biểu đôi đời cảm tưởng đối với bộ môn nghệ thuật phi vụ của nhà văn hóa lao động Tân Bình thì chỉ mới hình thành chưa tròn một năm. Tuy nhiên trong thời gian qua thì câu lạc bộ phi vụ nhà văn hóa Tân Bình luôn được sự hỗ trợ tích cực của anh Hoàng Thông cũng như là anh Viễn, anh Vĩnh, và với đà hỗ trợ này thì tôi tin tưởng rằng là câu lạc bộ phiêu vũ của nhà văn hóa nói riêng và các nhà văn hóa quận huyện sẽ có một cái bước phát triển mới và thực sự sẽ là sân chơi cho người lao động sau giờ làm việc. Và trong buổi tối hôm nay, một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn anh Hoàng Thông, anh Lê Viện, anh Trọng Vĩnh trong thời gian qua đã cùng gắn bó với nhà văn hóa để giúp cho phong trào khiêu vũ ngày một phát triển hơn. Cuối cùng xin thay mặt cho các anh chị em làm công tác ở các nhà văn hóa lao động xin gửi lời đến tất cả quý vị thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt trong công việc. Xin chân thành cảm ơn. Và đầu tiên tôi xin trân trọng kính mời diễn viên Vũ sư Quế Anh là đại diện cho bộ phim tự học phi vụ nghệ thuật của giảng sư Vũ sư Hoàng Thông sẽ lên sân khấu và gửi tặng số tiền 8 triệu đồng để ủng hộ cho quỹ công nhân bị bệnh hiểm nghèo của khu văn hóa lao động. Tất cả quý vị dành cho diễn sư Vũ sư như là khu văn hóa tất cả công nhân. Kính thưa tất cả quý vị, sau tiết mục này, chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần quan trọng nhất trong ngày hôm nay, đó chính là phần cắt bánh sinh nhật. Và Đào Duy cũng như Khả Vân rất mong tất cả quý vị hãy cùng nán lại đến giờ phút cuối cùng để cùng với chúng tôi chia sẻ những điều hạnh phúc nhất đến với giảng sư Vũ sư Hoàng Thông. Còn giờ... chúng tôi xin được mời lên sân khấu Vũ sư Phú Khánh, Vũ sư Tuấn Hưng và Vũ sư Thanh Tùng, giám đốc nhà văn hóa lao động Tân Bình ông Nguyễn Nguyên Vũ cùng lên sân khấu để nhận hoa của giảng sư Vũ sư Hoàng Thông. Và chúng tôi cũng xin trân trọng kính mời giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn thiết kế đá Hoa Tương ông Nguyễn Tấn Nguyên cũng sẽ lên sân khấu và chia vui cho ngày hôm nay. Một lần nữa xin trân trọng kính mời các vũ sư Vũ Khánh, Vũ sư Tuấn Hưng và Vũ sư Thanh Tùng cùng lên nhận hoa của giảng sư Vũ sư Hoàng Thông. We'll be right back.
chúng tôi xin phép được mời những vị khách mời cũng như các vũ sư có thể lên sân khấu để cung tặng hoa cho giảng sư, vũ sư Hoàng Thông với những thành công mà thầy đã đạt được. Một lần nữa xin được mời các vị khách mời đang ngồi ở khu vực bàn danh dự cũng như tất cả quý khán giả có thể cùng lên sân khấu và chia vui trong ngày hôm nay. Và là Duy xin phép được mời giảng sư vũ sư Hoàng Thông sẽ đứng ở khu vực trung tâm để cùng chia vui với vũ sư Quế Anh trong ngày sinh nhật hôm nay. Quý vị thân mến, chúng ta có thể cùng nhau lên sân khấu để tặng những bó hoa tươi thắm cũng như chia sẻ tình cảm và những thành công mà giảng sư vũ sư Hoàng Thông của chúng ta đã đạt được trong suốt thời gian cống hiến cho bộ môn nghệ thuật này. Và một lần nữa, Đào Duy và Cả Vân xin được cảm ơn tất cả quý vị đã cùng đến với chương trình ngày hôm nay. Chương trình giới thiệu DVD tự học chuyên vũ nghệ thuật của giảng viên vũ sư Hoàng Thông. Và quý vị thân mến, chương trình của chúng ta đến đây là tạm khép lại với những bó hoa tươi thắm cũng như tình cảm mà quý vị đã dành cho chương trình. Còn giờ đây thì Đào Duy và Khả Vân xin phép kính chào và hẹn gặp lại. Xin chúc cho tất cả quý vị sẽ có một buổi tối thật ấm áp và hạnh phúc. Một lần nữa xin được chúc mừng sinh nhật cho vũ sư Quế Anh và xin được chúc cho tất cả các vũ sư và quan trọng nhất đó chính là giảng sư vũ sư Hoàng Thông sẽ có được những thành công và có sức khỏe thật tốt để tiếp tục cho bộ môn nghệ thuật của mình. Còn giờ đây thì xin chào và hẹn gặp lại.